tiếp coi, Hồ Quang Từ Thiện. Rồi vô lối vào á động bạn, hãy hơi đông rồi. Đông rồi. Không gần chỗ bạn làm phải không, nói rồi mà chưa tới chỗ tôi nữa. Ừ, chưa tới mà. Chưa tới chỗ tôi nữa. Kè 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 bốn mặt Phật nè, lại coi bốn cái đầu nè đó, bốn mặt kè của bạn đó. Đó cũng xịt tiền thấy không, đúng không, đúng không, kè xịt tiền quá trời lại lấy chai. Ôi được. Phải đâu quay clip một cái này mua tổng hoàng đồng đi qua đây thử đi. Ừ. Thì đó đi cũng có từng đúng cuối tuần mới đồng lên lầu trước đi, đi lát nữa lát xuống ấp nhang sao. Ok, lát mua ở nhang. Ở đây chụp hình đường là có mấy góc luôn. Cái dép đường ta còn dép đường chụp đi. Khung cảnh là mà đó. Không quen. Rồi chụp chụp miếng cá bạn. Quá trời luôn, cá coi đúng không? Đâu đây để tôi quay phim thử nha. Quay thử đi. Wow. À cá đẹp các bạn. À, đây đây đẹp bên này nhiều nè, bên này nhiều. Mình đi đâu rồi, đi theo đó à. Mình đi lại đây lại đây à. Cái này cá chết vàng nữa rồi. Ừ. Nhớ nhìn đã ha. Ô con kia con rõ đẹp luôn rồi. Màu đỏ. Để chụp con tấm ngon. Ừ. Đây có sư trọt cũng ngon.
Đây có gì không? Đây mới có mấy cái bàn thờ hay gì? Một cái bia. Dạ, mở nhạc hả? Đây những cái bàn thờ. Lên lầu thử, lên lầu thử có gì cho nó không? Trên đây mấy cái bàn thờ chết. Này ngắm view được nè. Rồi kia là bức tranh nó vẽ không mà, cái tường cái nhà nó vẽ mấy con chim. Tường nó vẽ. Đi phi mời qua sĩ rồi. Sĩ rồi vẽ đẹp đó bạn. Này coi không? À, anh em ngủ. Coi xuống. Trời ơi, dạ không, dính rong ghê bạn. Ảo. Nè qua. Có cái lồng chim đây nè. Tổ chim à. Tổ chim. Đó. Chụp ông này được nè. Đây. À, ông ăn bướm. Bữa tôi thấy nó tạt nước vô á. Tạt nước vô. Nên tạt sơn vô tường cái là lát ra bức tranh. Này giống như cỏ không? Tự nhiên cỏ. Như cỏ. Rồi. Đâu đây bạn ơi. Rồi cháy rồi đó. Cháy rồi. Trời, cầu xin ân trên hộ bạn chúng 10 tỷ đây. Này không vậy đó. Gia đạo hả? Cậu gia đạo. Rồi. Rồi. Rồi một bên. Sầu làm ăn rồi đây. Rồi đi. Đưa cái mình cao giơ tay lên. Rồi, xong hai bên.
Câu tài à? Rồi, chén cuối cùng nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.